là khí độc, nếu mà người chăn nuôi mà không biết thì trong vòng một tiếng có thể là cả một đàn ếch xa đi. Dạ. Vật dân dã tưởng như rất dễ nuôi, nhưng để nuôi thành công và cho hiệu quả thì lại không đơn giản chút nào. Theo ông Thăng, ngoài việc áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi theo hướng dẫn của các chuyên gia, tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện của mỗi mô hình mà bà con cần có cách xử lý khác nhau cho phù hợp. Đồng thời, cũng cần phải thường xuyên theo dõi, quan sát một. Cho bà con nhân dân ở địa phương. Thế và có thể nói là cái sức lan tỏa của cái doanh nghiệp, của cái trang trại này thì chúng tôi cho là rất lớn. Không những đối với nhân dân ở trong xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình mà kể cả một số tỉnh trong cả nước. Không chỉ là địa chỉ quen thuộc, cung cấp con giống đặc sản chất lượng cao cho người dân trong vùng và các tỉnh lân cận, gia đình anh Thăng còn là nơi bà con thường xuyên đến tham quan học hỏi kinh nghiệm, tham khảo kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Mô hình này đang được khuyến khích nhân rộng tại địa phương.